thân vì chính nghĩa. Oh yeah. Những gương mặt sáng lửa cháy sáng bừng trong trái tim, những gương mặt sáng vì nghĩa luôn xa tàn. Những gương mặt sáng bạn ơi nhắc mình luôn vững tin, những gương mặt sáng mặc gió mưa cát cạn. Nào bạn ơi cùng nhau ta tiến lên, đừng quan tâm lý do người ta nói, đừng lung lay ý chí của riêng mình, cùng mở ra sức xe liên hệ. Chào các bạn, tớ là Sirius. Ngày anh tớ đón tớ tới thành phố lớn đã xảy ra những chuyện không thể tưởng tượng được. Thì ra chiếc xe hơi đồ chơi màu đỏ mà bên tớ từ nhỏ tới lớn có một nguồn năng lượng vô cùng thần bí. Nó là một đội cùng với một chiếc xe đỏ khác. Thần kỳ nhất là hai chiếc có thể hợp thể lại với nhau, biến thành một siêu xe thần thú cực cool ngầu. Và càng thần kỳ hơn nữa là những con siêu xe này, tất cả chúng đều có linh hồn. Thì ra trò chơi siêu xe biến hình này có thật. Những người sở hữu những con siêu xe thần thú này được gọi là siêu xe chủ. Những chiếc xe hợp thể trở thành những con quái thú mạnh mẽ. Hãy gia nhập vào quyết đấu siêu xe của chúng tôi, cùng nhau đi săn nào. Còn nguy hiểm hơn quyết đấu nữa đó. Nhớ rồi, phòng nghiên cứu CBF bên hướng đó đúng không? Chúng ta đi thôi. Tới nơi rồi. Tiger, chạy mau. Sirius, nghe tớ không? Sirius, Leo, Leo. Chỉ cần tránh được camera giám sát bên này. Đừng phá nữa, Polambia. Nghe giảng đi. Polambia, cậu sao rồi? Sirius, Sirius. Sirius, sao vậy? Không có gì, anh tiếp tục đi. Mình mơ hồ nghe thấy tiếng của Reagan sao? Sirius, nghe thấy không? Sirius, Reagan. Sirius, bình tĩnh đi em, đừng suy nghĩ nhiều. Không, em nghe thấy tiếng của Reagan. Em nên bình tĩnh lại, nghe anh nói. Như vậy mới sớm tìm ra bọn họ được chứ. Anh ơi, em không nhầm đâu. Là Reagan, là Reagan kìa. Có gì đó không đúng. Đó chính là Reagan và Tiger. Nhưng phía sau cũng có hai chiếc. Nhưng Polarbear cũng đang đuổi theo. Gây rồi, có cả Pangolin cuồng bão quá nữa. Chờ gì nữa, chúng ta mau giúp họ đi. Bộ nghiên cứu, kháng thể sức mạnh ít sao rồi? Tiến trình thuận lợi, sau 3 ngày nữa sẽ hoàn thành. Chậm quá, đẩy nhanh tiến độ. Tôi cần chúng ngay bây giờ. Tiger, chúng ta lách qua khe tường đi. Tiger, sao cậu dừng lại vậy? Reagan, cơ thể của tớ. Cơ thể của tớ. Tiger, cậu. Hoan, thả ra. Polarbear, tỉnh lại. Reagan, Reagan, Sirius, Leo. Reagan, Tiger. Reagan. Cậu sao rồi? Trả lời tớ đi. Tiger, sao cậu không cử động vậy? Ừ.
Con La Bia, cậu về rồi. Không được, William, cẩn thận. Luffy, William. Regan, là tớ. Tớ là Sirius đây. Là cộng sự của cậu nè. Tiger, cậu là kiếm của tớ mà. Sao có thể dễ dàng bị khống chế vậy? Leo, tỉnh lại đi. Tiger tấn công nữa, cậu không chịu được đâu. Mặc kệ tớ. Có đánh cũng là tớ nợ cậu ấy. Không bảo vệ được cậu ấy. Regan, cậu luôn ở bên tớ. Không phải ba mẹ, không phải anh trai, mà là cậu đó. Regan, cậu là bạn tốt nhất của tớ. Tớ không buông tay đâu. Sirius, tớ đang làm gì vậy? Sirius, xin lỗi cậu, làm cậu bị thương rồi. Xin lỗi cậu. Regan, cậu tỉnh lại rồi. Nhưng đừng lo, tớ tin Leo sẽ làm được thôi. Cậu không chỉ là kiếm, còn là bạn tốt nhất của tớ. Tớ biết mà. Tiger, tốt quá rồi. Cậu, cậu có sao không, Leo? Horse, Wallabia, các cậu đều khuất phục bị sức mạnh ít khống chế hả? Tiger, mau đứng lên. Chỉ chúng ta mới ngăn được Ho và Polabia thôi. Chúng ta chỉ cầm cự được khoảng 5 phút thôi. Regan, nắm bắt thời gian đi. 5 phút là đủ rồi. Sirius, sử dụng chức năng đi săn. Được. Quan Ngân đã đăng nhập vào khu 51, bắt hệ thống siêu xe, thu dựng dãy quả sơn. Chúng ta chỉ còn chút lợi thế cuối cùng này thôi. Leo, cậu và Tiger đối phó với Polabia, tớ và Regan đối phó Hoa. Được, đánh nhanh thắng nhanh. Rõ ràng sức lực của họ đã yếu và chỉ còn một nửa. Sao Sirius lại nói họ vẫn còn lợi thế? Cơ thể Polabia tương đối nặng, không thể đấu lại tốc độ của Regan, mà Regan lại thích quả, nên địa trận này nhất định có lợi thế. Kiếm quả. Kết thúc đi. Vô ảnh quang.
Tốt lắm, vậy mới đúng. Đừng mừng vội, không còn nhiều thời gian đâu. Nguy rồi. Dragon, Tiger. Dragon, Tiger, không được từ bỏ. Dragon! Các cậu tỉnh lại rồi. Hả? Phải rồi, Wallabia và Dragon, bọn họ sao rồi? Hệ thống siêu xe hầu như có hiện tượng bị phá dở, nhưng Sirius bọn họ vẫn ở trong đó. William, chúng ta mau vào trong thôi, không thể khoanh tay đứng nhìn được. Ừ. Mọi người nhất định an toàn trở về nha. Không ngờ chúng ta lại bị Ho và Polybia đánh ra nông nổi này. Tuy chiêu thức của họ rất mạnh, nhưng chúng ta không phải không có cách. Đến giới hạn rồi sao? Dragon, cố gắng lên, không thể thua sức mạnh ít được. Tất nhiên, đó là cộng sự mạnh mẽ nhất thế giới mà. Tiger, cậu là chiến sĩ của tớ, không thể gục ngã như vậy. Vô dụng thôi, chỉ còn 30 giây. Dragon và Tiger không thể đối kháng lại sức mạnh ít đâu. Lẽ nào bắt tớ tận mắt nhìn Dragon chịu khổ sao? Kiếm sĩ sao có thể để rơi kiếm của mình được? Lùi hết lại. Anh làm gì vậy? Cái gì? Thử thành quả nghiên cứu mới nhất của CBF, kháng thể XD. Cái gì? Nó có thể kháng lại sức mạnh X sao? Columbia! Boss! Dragon, tỉnh lại. Chúng ta phải chống lại sức mạnh ít tới cùng. Tiger, không thể thua đội săn đêm tối được. Horse, ít nhất không được thua tên Polarbear. Polarbear, dừng lại cho tớ. Tỉnh lại, cậu chết với tớ. Kháng thể ít vẫn chưa phát huy hiệu quả sao? Nguy hiểm, mọi người mau dừng lại.
Anh ơi, em không thể mặc cộng sự mình được. Tớ cũng vậy, bọn tớ cũng không nhát đâu. Cũng còn may, cấp tốc hoàn thành kháng thể X, đúng là có chỗ sử dụng. Đây là tác dụng phụ của sức mạnh X hay là... Cho dù là gì, mọi người cũng đã được cứu rồi. Theo đại nhân. Theo đại nhân, hôm qua... Được rồi Jack, không cần báo cáo. Rõ. Ngươi chỉ cần đem thành quả hôm nay báo cáo với ta là được rồi. Đây chính là thiết bị khuếch tán sức mạnh X sao? Không sai. Mau, cho ta xem hiệu quả của nó. Rõ. Julian. Bây giờ là lúc kiểm chứng kỳ tích. Làm tốt lắm. Như vậy ta sẽ thống trị siêu xe thần thú cả thành phố thiên hà.